Xin chào tất cả các bạn. Thế giới công nghệ của chúng ta phát triển từng ngày và không ngừng nghỉ. Cứ mỗi một ngày trôi qua, chúng ta lại có hàng trăm, hàng nghìn những công nghệ mới, những ứng dụng mới để giúp ích cho đời sống của mỗi người chúng ta. Và SmartThings là một trong những số ứng dụng đó. SmartThings là một ứng dụng được phát triển bởi gã khổng lồ đến từ Hàn Quốc, Samsung. Vậy thì SmartThings là gì và SmartThings có những công dụng như thế nào? Thì qua clip này mình xin giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên về định nghĩa SmartThings. SmartThings là một ứng dụng giúp cho chúng ta có thể dễ dàng điều khiển tất cả những thiết bị thông minh trong gia đình, từ đèn đóm đến TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cho đến tất cả những camera chống trộm ở xung quanh căn nhà của chúng ta. Vậy thì thật là tuyệt vời khi chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ và có thể điều khiển tất cả các thiết bị trong nhà, không nào? Vậy thì những cái thiết bị nào có thể sử dụng được SmartThings? Mình xin chia sẻ cho các bạn. SmartThings được sử dụng trên rất rất nhiều những cái thiết bị của Samsung, từ TV, điện thoại, thậm chí là cả trên đồng hồ thông minh nữa. Và sau đây là một phần hướng dẫn. Xin mời các bạn đón xem cách sử dụng điện thoại Samsung kết nối với TV Samsung thông qua ứng dụng SmartThings. Xin mời các bạn đón xem clip. Vâng, hy vọng là qua clip vừa rồi sẽ giúp cho các bạn sử dụng ứng dụng SmartThings dễ dàng hơn, phải không nào? Và lời cuối cùng, xin chúc tất cả các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt nhất trên TV Samsung. Xin chào và hẹn gặp lại!